sinh viên có xin visa tự túc được không ạ? Sinh viên vẫn có thể xin visa du lịch tự túc như bình thường nếu các bạn chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lý. Tuy nhiên thì trong quá trình chuẩn bị hồ sơ thì sinh viên có thể gặp một số khó khăn, ví dụ như là các bạn chưa có mối quan hệ ràng buộc chặt chẽ trong mối quan hệ gia đình như là vợ chồng, con cái. Điều thứ hai là các bạn chưa có công việc ổn định nên các bạn rất khó để chứng minh nguồn tài chính. Với hai lý do trên thì nhân viên lãnh sự có thể nghi ngờ bạn lưu trú bất hợp pháp sau chuyến đi. Và điều thứ ba là các bạn chưa có cơ hội để đi nước ngoài nhiều, do đó chưa làm giàu được cái lịch sử du lịch của mình. Dù vậy thì trên thực tế cũng có rất nhiều các bạn sinh viên được cấp visa thành công. Bằng cách nào đó các bạn đã khắc phục được các khó khăn ở phía trên. Về chứng minh tài chính, các bạn đã cung cấp được sổ tiết kiệm có tối thiểu là 100 triệu đồng và giấy xác nhận số dư. Trong trường hợp các bạn chưa có sổ tiết kiệm thì các bạn có thể cung cấp được giấy tờ chứng minh tài chính của bố mẹ mình. Điều thứ hai là các bạn có thể cung cấp được giấy xác nhận mình là sinh viên của ngôi trường mình đang học, từ đó sẽ tăng được độ tin tưởng đối với bộ hồ sơ của các bạn. Điều thứ ba là các bạn có thể làm giàu cái lịch sử du lịch của mình trước bằng việc đi du lịch các nước Đông Nam Á trước khi xin visa các nước tiên tiến như là Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc. Tóm lại thì một bộ hồ sơ các bạn vẫn phải cung cấp được ba yếu tố cơ bản nhất. Thứ nhất đó là tài chính đủ mạnh, thứ hai là nhân thân trong sạch và thứ ba là lịch trình chi tiết rõ ràng. Chúc các bạn xin visa thành công!